có bộ lông xù lạ mắt, nhiều màu sắc, dễ chăm sóc, đó chính là giống gà Silkie hay còn gọi là gà lông xù, đang được rất nhiều người lùng. Giống gà này rất hiền, có phần bện người nên hầu hết được đặt mua về làm thú cưng trong các gia đình. Mặc dù là giống ngoại, nhưng gà lông xù này khác hoàn toàn với những con vật ngoại khác. Chúng không kén đồ ăn, thức ăn chủ yếu là rau xanh, thóc, gạo. Tuy nhiên, trong cuộc đời sinh sản, gà lông xù chỉ đẻ được 7 đến 8 quả trứng. Cũng chính vì thế mà giá gà rất cao, lên đến 20 triệu đồng một cặp, nên chỉ có người có tiền mới dám mua về nuôi chơi.